Rồng là sinh vật quen thuộc tồn tại trong các truyền thuyết, thần thoại. Là loài đứng đầu trong tứ linh, nó luôn mang đến cảm giác về sức mạnh và sự huyền bí. Không chỉ tồn tại trong tưởng tượng, rồng thật sự tồn tại trong tự nhiên. Rồng Komodo tuy không khè ra lửa, cũng không bay lượn trên không, nhưng vẫn là một loài sinh vật kỳ diệu, không kém gì những con rồng trong huyền thoại. Rồng Komodo, Varanus Komodoensis, là một loài thằn lằn lớn được tìm thấy trên các đảo của Indonesia, gồm Komodo, Rinca, Flores và Gilimotang. Trong tài liệu khoa học, rồng Komodo đôi khi được gọi là kỳ đà Komodo hoặc kỳ đà đảo Komodo, mặc dù cái tên này không phổ biến. Đối với người bản xứ đảo Komodo, nó được gọi là Ora Buayadarat hay cá sấu đất, hoặc Biawak Raksasa hay kỳ đà khổng lồ. Chúng là thành viên của chi kỳ đà thuộc họ Varanidae và là loài thằn lằn lớn nhất còn tồn tại. Rồng Komodo có chiều dài tối đa 3 mét trong một vài trường hợp hiếm và nặng khoảng 70 kg. Rồng Komodo là loài thằn lằn lớn nhất trên thế giới hiện nay, được cho là có quan hệ mật thiết với loài khủng long đã tuyệt chủng cách đây hàng triệu năm. Trong hoang dã, rồng Komodo trưởng thành thường nặng khoảng 70 kg, mặc dù những cá thể nuôi nhốt thường nặng hơn. Theo sách kỷ lục Guinness, một con đực trưởng thành trung bình nặng 79-91 kg và dài 2,59 m, trong khi con cái nặng 68-73 kg và dài 2,29 m. Cá thể hoang dã lớn nhất được tìm thấy dài 3,13 m và nặng tới 166 kg, bao gồm cả thức ăn chưa tiêu hóa hết. Rồng Komodo có đuôi dài bằng phần thân, răng dài khoảng 2,5 cm. Nước bọt của nó thường xuyên có máu, bởi vì răng của chúng hầu như được bao phủ hoàn toàn bởi mô nướu, do đó thường bị rách khi ăn. Điều này tạo môi trường sống cho vi khuẩn sống trong miệng của chúng. Da của rồng Komodo được bao bọc bởi các vảy cứng, chứa những xương nhỏ được gọi là osteoderm, có tác dụng như một bộ áo giáp tự nhiên. Như các loài Varanidae khác, rồng Komodo chỉ có một xương tai đơn là xương bàn đạp, chuyển rung động từ màng tai tới ốc tai. Thính giác và thị giác của rồng Komodo không nhạy bén, nhưng ngược lại khứu giác rất tinh và còn có thể cảm nhận bằng lưỡi. Chúng chỉ có thể nghe được âm thanh từ 400 đến 2000 Hz, mặc dù có lỗ tai khá to. Đặc biệt, khả năng quan sát vào ban đêm rất kém. Trước đây, các nhà nghiên cứu cho rằng chúng bị điếc khi họ thấy chúng không phản ứng với tiếng nói hay hét. Do kích thước của chúng, những con thằn lằn này thống trị hệ sinh thái trên hòn đảo mà chúng đang sinh sống. Rồng Komodo săn và phục kích con mồi, bao gồm động vật không xương sống, chim và động vật có vú. Trước đây, người ta cho rằng Komodo giết chết con mồi bằng các vi khuẩn trong miệng mình. Nhưng những nghiên cứu gần đây đã đưa ra câu trả lời khác. Với các thiết bị chụp cộng hưởng, các nhà khoa học thuộc Trường Đại học New South Wales, Úc đã khẳng định trong cơ thể rồng Komodo có chứa tuyến chất kịch độc tương đương với nọc một số loài rắn độc khác trên thế giới. Điều đó ghi nhận Komodo là loài thằn lằn thứ ba trên thế giới được phát hiện chứa độc. Hai loài khác là thằn lằn da hộp và thằn lằn Gila Monster, sống chủ yếu ở Mexico và các bang phía nam nước Mỹ. Tập tục săn mồi theo nhóm của rồng Komodo rất đặc biệt trong thế giới bò sát. Vốn là loài ăn thịt hung dữ, rồng Komodo sở hữu bộ hàm cực khỏe, hàm răng cưa giống răng cá mập. Đặc biệt, loài hậu duệ của khủng long này cực kỳ phàm ăn. Chúng tấn công các con mồi như hươu, dê, lợn rừng, chó và đôi khi chính là con người. Mùa giao phối của chúng bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 8, đẻ trứng vào tháng 9, tối đa 20 trứng một lứa. Chúng thường đẻ trong tổ gà rừng bị bỏ hoang hoặc trong hang tự đào. Trứng được ấp từ 7 đến 8 tháng, nở vào tháng 4 khi côn trùng phát triển nhiều nhất. Rồng Komodo con vừa ra khỏi trứng đã xông xáo tự đi kiếm ăn. Chính vì thế, chúng dễ dàng thành con mồi cho rồng lớn hơn. Mất 3 đến 5 năm là rồng Komodo trưởng thành và 10 năm sau có thể sinh sản. Tuổi thọ của chúng từ 30 đến 50 năm. Loài rồng này còn sẵn sàng ăn thịt chính đồng loại của mình khi không tìm thấy con mồi nào. Do vậy, có thể dễ hiểu tại sao
Sau khi hết thời gian được mẹ bảo vệ, che chở, các chú rồng con Komodo phải leo lên cây sống ẩn giật để tránh bị ăn thịt, và kẻ thù có thể chính là mẹ của chúng. Rồng Komodo sống tập trung trên đảo Komodo. Đây là một trong số 17.508 hòn đảo của Indonesia. Hòn đảo này là một phần của vườn quốc gia Komodo. Tên của loài bò sát này là gọi theo địa danh của hải đảo này. Rồng Komodo có thể thích hợp ở nhiều môi trường khác nhau. Chúng có khả năng lặn sâu 5 mét dưới mặt nước để mò cá, nhưng cũng có thể leo trèo như thằn lằn trên cây. Rồng Komodo được các nhà khoa học phương Tây ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1910 khi tin đồn về một con cá sấu đất truyền đến tai Trung úy Van Stey van Haasberg của chính quyền thuộc địa Hà Lan. Kích thước to lớn khiến chúng thường được nuôi trong vườn thú. Trong tự nhiên, phạm vi phân bố của chúng bị thu hẹp do các hoạt động của con người, và chúng được liệt kê vào danh sách loài sắp nguy cấp bởi IUCN. Chúng được bảo vệ theo pháp luật Indonesia, và Vườn Quốc gia Komodo được thành lập vào năm 1980 để hỗ trợ và nỗ lực bảo vệ. Rồng Komodo là nhân tố thúc đẩy chuyến thám hiểm đảo Komodo của W. Douglas Burden vào năm 1926. Sau khi trở về với 12 mẫu vật được bảo quản và 2 mẫu vật còn sống, chuyến thám hiểm này đã tạo nguồn cảm hứng cho bộ phim King Kong năm 1933. Burden cũng là người đặt ra cái tên chung là rồng Komodo. 3 mẫu vật của ông đã được nhồi bông và hiện vẫn được trưng bày trong Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ. Phân tích di truyền DNA ti thể cho thấy rồng Komodo là họ hàng gần nhất hay nhóm chị em của Varanus varius. Tổ tiên của chúng đã phân nhánh thành nhiều loài, trong đó có kỳ đà cá sấu Varanus salvadori vùng New Guinea. Một nghiên cứu năm 2021 đã chứng minh rằng trong thế Miocene hay thế trung tầng là một thế địa chất kéo dài từ khoảng 23,03 tới 5,33 triệu năm trước. Rồng Komodo đã lai với tổ tiên của loài kỳ đà cát của Úc. Do đó, cung cấp thêm bằng chứng cho thấy rồng Komodo đã từng sinh sống ở Úc. Rồng Komodo là loài có thể thích nghi trong môi trường vô cùng khắc nghiệt của những hòn đảo núi lửa khô cằn. Indonesia hiện còn khoảng 3.500 cá thể rồng Komodo, trong đó chỉ có khoảng 350 cá thể rồng cái. Mặc dù rồng Komodo được bảo vệ nghiêm ngặt, song tình trạng thu hẹp môi trường sống do con người lấn chiếm cùng những tác động thiên nhiên của núi lửa, lượng rồng cái ít ỏi, nên giống này là loài có nguy cơ tuyệt chủng rất cao.